yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Đặt kẹp chân nó. Được bạn bên kia. Vạch cái bờ lô ra. Hồi sang kia nó cũng được bên kia. Được bên kia. Đại rồi đi. Bây giờ bắt thêm có 6 con thì bây giờ tổng bắt thêm có 6 con, một con được 5 con cái thì làm thế nào? Ướt rồi giải dơ rác vào cho nó đi. Bết hết lông. Đi đi vạch cái đấy xong. Bắt cho con đực màu màu ấy, cho nó nhân giống ra nhiều màu. Để này con này này, bắt con này này, con tím tím này. Đây, ba màu đây. Đực đây rồi. Bắt, bắt cho con đực đen trắng vàng. Hôm nay là buổi chiều ngày 24 thì em bổ sung một đơn 6 em chuột, một đực 5 cái. Em gửi nha, em gửi. Đổ dưa đây xong đặt tấm bồ lô lên chỗ gạch xi.
với cả. Xem lại viên gạch xem hay nó đổ rồi. Chết một con rồi đấy. Bật gì không? Đừng có đè vào. Ngã ba cầu khe Diễm Con Cuông Nghệ An 0962245446 và 0978799699. Ok. Đó, như vậy là hôm nay thì buổi chiều hôm nay là mình gửi bổ sung cái đơn này là cái chuột được gửi về Con Cuông Nghệ An đó. Ngoài ra thì chiều hôm nay thì mình cũng gửi kèm theo là cái giống chanh chanh tứ quý, chanh bốn mùa đây, rễ của nó đâm ra rất là mạnh luôn này. Đấy, dê. Đấy. Thì đây là 50 cành này thì được gửi cho bác này. Đây là 0396578941 Nguyễn Hữu Thích về thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội. Bỏ vào chỉ bằng một cái lồng chim thôi, bó gọn được mà. Đây là cái mầm nụ của nó này. Đấy, các bạn thấy không? Đây là khẳng định 100% giống chanh chuẩn, chanh bốn mùa các bạn nhé. Đây dễ này, chiết ra dễ này. Có rồi. Tí nữa gọi lại. Đang bận. Đi gửi hàng, tí nữa gọi lại. Thì cái giống chanh này thì các bạn nó ra quả quanh năm. Và các bạn ở các tỉnh xa thì cứ mua là mình cứ cắt những cái cành chiết như thế này. Rồi mình đảm bảo cho các bạn. Đây, dễ rất là đẹp luôn. Mầm, nụ hoa, lá, dễ. Bó vào đi, cho xuống bó gọn gàng. Thank you.
chim. Ok, cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Chim Cú Anh Hay với màu sắc là cây giống con giống các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây là báo cáo với các bác là 50 cái cành chanh tứ quý, chanh bốn mùa được chiết, da rễ rất là đẹp. Da rễ rất đẹp luôn. Đây là về ngã ba. Có khe giếng con cuông. Sao lại gạch bỏ cái số này nè? Chứ số mới đây, nhưng mà ví dụ như người ta không gọi được số mới thì người ta gọi số này. Cho cái này lên trước đi. Ôi trời. Này cầm lấy cho. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.